Thông tin thể hành nghề sẽ trở lại đời sống nghệ thuật biểu diễn đã được đề xuất cách đây hơn một năm và đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều, kể cả trong giới văn nghệ sĩ. Tuy nhiên, thì trong hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015 diễn ra vào ngày hôm qua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thì lãnh đạo bộ vẫn giữ nguyên phương án cấp thẻ hành nghề để kiểm soát hoạt động biểu diễn và trình diễn thời trang của các nghệ sĩ, người mẫu. Thông tư quy định chi tiết về việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đang được Cục Nghệ thuật biểu diễn gấp rút hoàn thiện để bắt đầu triển khai vào quý 4 của năm 2015. Được biết, việc cấp thẻ được thực hiện khá thông thoáng, nhưng riêng khâu hậu kiểm sẽ siết chặt hơn. Với sự hiện diện của thẻ hành nghề này, cơ quan quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn có quyền rút thẻ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những nghệ sĩ, người mẫu vi phạm. Xung quanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang của giới nghệ sĩ Việt đã xảy ra nhiều vấn đề gây xôn xao dư luận, như trang phục diễn phản cảm của ca sĩ Hương Tràm, người mẫu Hà Anh, diễn viên Angela Phương Trinh. Vì vậy, hy vọng việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn sẽ góp phần mang lại môi trường hoạt động nghệ thuật lành mạnh cho showbiz Việt.